Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta rất vui và vinh dự khi có cơ hội được gặp gỡ và nói chuyện cùng với Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh về chủ đề Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 19. Cách đây một năm, từ khi kết thúc Đại hội Giới trẻ của Giáo tỉnh Hà Nội tổ chức tại Đền Hùng thuộc Giáo phận Hương Hóa, thì vào cuối cái giờ cử hành thánh lễ đã có nghi thức chuyển trao thánh giá và cờ biểu trưng của giáo tỉnh cho địa phận Bắc Ninh. Và năm nay theo như chương trình đã định thì ngày tổ chức Đại hội Giới trẻ của Giáo tỉnh Hà Nội sẽ được diễn ra vào ngày 22 và ngày 23 tháng 11 năm 2023 tại khuôn viên của Giáo xứ Bến Đông thuộc huyện Đông Anh của thành phố Hà Nội. Và năm nay thì ban tổ chức đã chọn câu chủ đề trích trong Thánh Vịnh 86 câu 13, đất chúng ta trổ sinh hoa trái. Tại sao chọn câu chủ đề này? Bởi vì trong những năm gần đây, người ta nhìn thấy rõ nét hơn sức sống của Hội Thánh. Và nhất là trong cái sức sống ấy thì cái khuôn mặt của người trẻ góp phần không hề nhỏ. Tuy nhiên, cái sức sống ấy nó không chỉ hệ tại ở những cái hoạt động bên ngoài, nhưng mà cái sự năng động của người trẻ ngày hôm nay góp phần tạo nên cái nét năng động của khuôn mặt của giáo hội tại miền Bắc này. Đó là một sự dấn thân để làm cho đời sống đức tin của mỗi bạn trẻ được trổ sinh những hoa trái cụ thể trong đời sống. Câu chủ đề đất chúng ta trổ sinh hoa trái không phải chỉ là một khẩu hiệu để tất cả mọi người sẽ cùng hô lên, tạo thành một cái bầu khí cho những ngày Đại hội Giới trẻ sắp tới. Nhưng câu chủ đề ấy là một lời mời gọi mỗi người nỗ lực nhiều hơn trong việc sống đức tin của mình. Trong đời sống hàng ngày, làm sao để cho cái đời sống đức tin ấy nó nổ trổ sinh những hoa trái cụ thể hơn, rõ nét hơn trong chính cái môi trường sống của mình. Tôi làm gì để cho cái đức tin mà tôi đang sống, Chúa gieo vãi trong lòng tôi, trổ sinh những cái hoa trái tốt đẹp? Cái điều đấy là điều quan trọng hơn tất cả những cái sinh hoạt hoặc là những cái cuộc gặp gỡ mang tính cộng đồng bên ngoài. Và cái điều đấy là điều mà ban tổ chức thực sự muốn nghĩ đến và như là một lời mời gọi cho tất cả các bạn trẻ trong Đại hội Giới trẻ lần thứ 19 này. Trong những ngày chúng ta đang hướng lòng về cái ngày tổ chức ấy, thì mỗi người chúng ta cũng được mời gọi để suy nghĩ xem cái việc làm nào, lời nói nào hay suy nghĩ nào để giúp cho mình nhận ra được cái hoa trái mà cái đời sống đức tin của mình đã được tỏ lộ ra trong đời sống hàng ngày của mình. Và tôi nghĩ cái điều đấy nó như là một cái cánh hoa mà mỗi bạn trẻ có thể cầm tới, bên cạnh cái mũ, cái nón, bên cạnh cái áo của ngày đại hội, bên cạnh một cành hoa hồng cụ thể, thì cái việc tốt đẹp hay là những lời nói tốt đẹp hay là những suy nghĩ tích cực của mình trong đời sống, nó cụ thể nó là cái gì thì mỗi người nhìn lại cuộc sống của mình sẽ biết ngay. Và hãy mang cái điều ấy đến để chia sẻ cho những người khác. Cái kinh nghiệm rất là nhỏ thôi, rất là riêng, nhưng mà nó rất là đẹp, như là một cái hoa trái đức tin mà mình đã cố gắng cộng tác với ơn thánh của Chúa để làm cho nó trổ sinh trong cuộc đời của mình. Mặc dù là vô hình, nhưng mà nó là một thực tại mà Thiên Chúa cũng đang muốn, và tất cả dân Chúa cũng đang đợi chờ nơi mỗi bạn trẻ của giáo tỉnh. Và các đức cha, các đấng bản quyền ở trong giáo phận cũng ước mong cái điều ấy. Chúng con xin cảm ơn đức cha đã dành thời gian quý báu để đến đây chia sẻ cùng với chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi những chia sẻ của đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh về chủ đề Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 19 năm 2023. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.